Ê, có đứa ơi, có đứa đang làm gì đó. Đâu, anh cho em coi cơ anh. Wow, trời, bữa nay đừng đóng khoai mì luôn. Anh bẻ từ đâu ra nói gì anh? Tôi có đặng hả? Yeah, bữa nay mẹ sẽ làm bánh khoai mì. Út Thái thích ra cái con, đừng có đu mẹ coi. Thái lụm khoai mì vô con. Lụm sao được hả? Không có vào được đâu kìa con, lấy từng trên kìa con. Rồi đặt xuống dưới đi con. Rồi sao con không mang đặt xuống đây luôn đi con, đem vô đây rửa luôn nè con. Mang vào nhà đi vô đây rửa nè con. Vô chỗ rửa chén nè, đừng có đặt dưới đó nó ẹ. Bố làm vườn hả bố? Bye bye bố nha. Lấy cái tay chà chà đi, chà chà cho nó ra đất. Đâu màu nó lại vậy mẹ. Nhưng mà ít ra nó cũng phải ra đất chứ con, cái củ bự kìa.